núi không? Thì núi không? Núi đâu? Cái này nghe vô không? Sao mình lên đây cỡ chuồng mới sợ chứ. Sắp bính mà. Đâu có ở chuồng đâu mà sửa. Mẹ đang nghe cọp rồi đó, dám lại. Quá đáng. Nghe nhạc không? Mở nhạc cho nghe. Nghe không? Có nghe nhạc không? Không. Không, thôi đỡ tốn quá rồi. Cất vô. Thắt có cái đầu mà than lên than xuống. Làm sao mà cùng vợ gánh vác giang sơn gia đình nổi trời. Anh có thể nào ngồi xuống đất không? Không. Thế hả? Phải đợi hai cộng mình xuống nè. Từ từ đi. Mặt giống như 18 chứ chị. Đừng không hết. Ý sao? Ý là thích mẹ em chứ sao? Người con cặt đủ mẹ nó thích cười với bạn cặt tao. Thôi thôi đừng què. Mày đủ mẹ thích gì? Nói chuyện nha vậy ba. Tao lấy thích nói làm cặt đâu. Anh nói chuyện với ai vậy? Nghe đừng có lắc, dùm cái. Thắt sao đủ mới nhìn như con ghét đi biết tao. Thắt cho đẹp chưa? Thương nè anh, ai thương em ghi tên này sĩ không? Thằng sĩ thương con Hương. Anh cái gì? Thắt bính em trừng trọng em bắn anh nè. Anh thắt bính tóc em thôi, đừng thắt bính cuộc đời em nha anh. Đù vẻ. Ê, em đang quay clip anh đó anh. Nãy giờ anh nó nhảm gì được ghi vô hết rồi. Ngồi xuống mạng. Xong rồi. Bạn ngồi xuống bạn thắt. Ừ rồi. Cái ngón sao? Sao mà lấy cái đâu mà không lấy? Thì chồng ngồi xuống. Đúng rồi. Vậy thì chồng quay xuống. Anh chửi ai vậy? Em thôi, em thắt bính mày cái đồ quỷ mày. Tới đó. Ừ. Cho mẹ tao.